quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban để trả đũa. Lãnh đạo Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin nếu Israel thả các tù nhân Palestine. Elon Musk kích hoạt Stalin cho các tổ chức viện trợ quốc tế ở Gaza, Israel lên tiếng chỉ trích. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO ca ngợi Hamas là những người đấu tranh cho tự do, để nán Israel là tội phạm chiến tranh. Nhà phân tích cho biết, phần lớn cuộc chiến của Israel có thể diễn ra bên trong các đường hầm dưới lòng đất chiến đấu cơ Mỹ chặn phi cơ dân sự gần nơi ở của Tổng thống Joe Biden. Báo cáo, Đại Cộng sản Trung Quốc ngày càng hung hăng trong việc mở rộng đàn áp Pháp Luân Công sang Canada. Philippines bắt giữ gần 600 người khi đột kích vào một mạng lưới tội phạm ở Manila, trong đó có công dân Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa ngày 29 tháng 10 của DKN, sau đây là nội dung bản tin. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 28 tháng 10 cho biết họ đã tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền Nam Liban. Cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc Hezbollah trước đó đã phóng hỏa tiến vào Israel. Các mục tiêu bị tấn công gồm một trạm quan sát và một khu quân sự. IDF cũng chia sẻ video về cuộc tấn công cho thấy một mục tiêu đã bị nổ tung. Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, chưa bình luận về những tổn thất của mình. Nhóm này thời gian qua đã thường xuyên khiêu khích Do Thái bằng cách bắn hỏa tiễn sang biên giới để yểm trợ Hamas. Cách đây ít ngày, thủ lĩnh của Hamas, Hezbollah và nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad đã tụ họp ở Liban nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhau. Các nhóm vũ trang này bị Mỹ và Do Thái liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Lãnh đạo Hamas ở giải Gaza Yahya Sinoa nói rằng họ sẵn sàng trao đổi tù nhân ngay lập tức với Israel. Tuyên bố ngày 28 tháng 10 của Yahya Shinwa có đoạn Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một thỏa thuận trao đổi tù nhân ngay lập tức, bao gồm việc thả tất cả tù nhân Palestine khỏi nhà tù của Israel để đổi lấy tất cả các tù nhân do lực lượng kháng chiến Palestine giam giữ. Theo quân đội Israel, có hơn 200 con tin đang bị những kẻ khủng bố ở Gaza giam giữ. Tuy vậy, cách đây hai ngày, lữ đoàn Esidin es al qassam một nhánh vũ trang của Hamas nói rằng có gần 50 con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Con số này chưa được xác minh độc lập, trong khi phía Israel chưa phản hồi về tuyên bố mới nhất của lãnh đạo Hamas. Nó xảy ra khi quân đội Israel đang tấn công dữ dội vào các mục tiêu của Hamas ở Gaza, và nó cũng trùng khớp với tuyên bố ngày 28 tháng 10 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông thông báo do Thái đã bước vào giai đoạn thứ hai trong cuộc chiến với Hamas. Trước đó một ngày, ông Yoav Galan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, nói với Fox News rằng cuộc chiến này có thể kéo dài hàng tháng, chứ không phải hàng ngày và hàng tuần. Tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ kích hoạt hệ thống Internet vệ tinh Starlink cho các tổ chức viện trợ quốc tế ở Gaza. Trong một bài đăng trên X ngày 28 tháng 10, Elon Musk nói Starlink sẽ hỗ trợ kết nối với các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận ở Gaza. Thông báo này đã thu hút sự chỉ trích từ Bộ trưởng Truyền thông Israel Silomo Kari, người đáp rằng Israel sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để chống lại điều này. Trong một tuyên bố, ông Kahi nói rằng việc kích hoạt Stalin sẽ giúp ích cho Hamas vì nhóm khủng bố này sẽ sử dụng nó. Ông cũng tuyên bố Israel sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với Stalin. Đáp lại, Elon Musk nói rằng cho đến nay không có thiết bị đầu cuối Stalin nào cố gắng kết nối từ Gaza ông nói thêm nếu một thiết bị đầu cuối Stalin cố gắng kết nối từ Gaza công ty sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt để xác nhận rằng nó chỉ được sử dụng vì lý do nhân tạo ông nói thêm nếu một thiết bị đầu cuối Stalin cố gắng kết nối từ Gaza công ty sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt để xác nhận rằng nó chỉ được sử dụng vì lý do nhân đạo thuần túy thông báo của Elon Musk được đưa ra sau khi có báo cáo internet ở Gaza bị ngắt khiến cho nhiều cơ quan của Liên hợp quốc không liên lạc được với các nhân viên của họ Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của NATO, đã cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh ở Gaza, nhưng không lên án Hamas tàn sát người Do Thái. Phát biểu trước một đám đông ủng hộ ở Istanbul ngày 28 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói Israel đã công khai phạm tội ác chiến tranh trong 22 ngày qua, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây thậm chí không thể kêu gọi Israel ngừng bắn, chứ đừng nói đến phản ứng với điều đó. Ông Erdogan nói thêm, Chúng tôi sẽ nói với cả thế giới rằng Israel là tội phạm chiến tranh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này. Chúng tôi sẽ tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh. Ngày 28 tháng 10 là đánh dấu 100 năm kể từ ngày tuyên bố thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Đế quốc Ottoman sụp đổ. Tại sự kiện này, ông Erdogan đã phát biểu trong một giờ, nhắc lại niềm tin của mình rằng Hamas không phải là những kẻ khủng bố mà là một nhóm chiến binh thánh chiến bảo vệ vùng đất của họ. Trong khi đó, ông Erdogan gán cho Israel là kẻ chiếm đóng. Bài phát biểu của ông Erdogan đã khiến Israel phẫn nổ đến mức Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen đã triệu hồi các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành đánh giá lại mối quan hệ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Israel sau đó lên án các tuyên bố của ông Erdogan, nói rằng nỗ lực của Erdogan nhằm bảo vệ một tổ chức khủng bố và những tuyên bố mang tính kích động của ông ta sẽ không làm thay đổi nỗi kinh hoàng mà thế giới đã chứng kiến, chứng tỏ Hamas là ISIS. Quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng khác biệt rõ rệt với các đồng minh NATO còn lại khi hầu hết công nhận Hamas là một tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ với Hamas, Ankara đã tiếp đón một số thành viên của Hamas và đầu tư cho nhóm này. Vào ngày 18 tháng 10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 10 thành viên chủ chốt của Hamas và các cá nhân trong mạng lưới tài chính của Hamas ở Gaza. Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Qatar. Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh, bốn thành viên ở Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là người quản lý danh mục đầu tư cho các khoản đầu tư quốc tế của Hamas. Mạng lưới đầu tư mà họ giám sát trải dài qua Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria. Sinan Ugen, cựu nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế và Đối ngoại, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Istanbul, nói rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza và áp lực từ các đồng minh chính trị đã khiến ông Erdogan phải mai rũa giọng điệu của mình. Ông Ungen nói với Reuters rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo vệ các nguyên tắc của mình và chia sẻ những nguyên tắc này với cộng đồng quốc tế, nhưng họ cần thực hiện điều này bằng một biện pháp ngoại giao tế nhị hơn nếu muốn đóng một vai trò ngoại giao như vậy. Một cập nhật khác về cuộc chiến giữa Israel và Hamas Sau khi Israel mở rộng các hoạt động trên bộ, Rob Clark, Giám đốc đơn vị quốc phòng và an ninh tại Civitas cho rằng phần lớn hoạt động của quân đội Israel có thể diễn ra dưới lòng đất. Chia sẻ với Sky News, Clark cho biết ông dự đoán phần lớn các cuộc giao tranh sẽ diễn ra trong hàng trăm dặm đường hầm dưới lòng đất ở Gaza. Ông cũng lưu ý những bình luận từ các quan chức cấp cao của Israel cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài là tin xấu đối với dân thường. Ông nói, triển vọng đối với thường dân ở đó, những người đang gặp ác mộng thực sự rất ảm đạm. Ông kết luận bằng cách nói rằng có thể theo đuổi hai mục tiêu là tiêu diệt Hamas và trả lại các con tin, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn. Trước nguy cơ cuộc chiến ở Trung Đông có thể lan sang các quốc gia khác, ba nguồn tin tiết lộ với tờ Axios rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Khalid bin Salman, dự kiến sẽ đến thăm Washington vào ngày 30 tháng 10 để hội đàm với các quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống Joe Biden. Nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman đến Washington vì lo ngại cuộc chiến giữa Hamas và Israel có thể lan rộng trên toàn khu vực. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ngày 28 tháng 10 nói rằng bất kỳ hoạt động trên bộ nào của Israel sẽ đe dọa tính mạng của thường dân Palestine và dẫn đến những mối nguy hiểm vô nhân đạo. Các nguồn tin cũng cho biết, khi đến Mỹ, Bộ trưởng Bin Salman sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jack Sullivan. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Tony Blinken, cũng như một số thượng nghị sĩ. Các chiến đấu cơ của Mỹ ngày 28 tháng 10 chặn một máy bay dân sự ở phía Bắc dinh thử của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, tiểu bang Delaware. Theo Anthony Guillermi, giám đốc truyền thông của cơ quan mật vụ Mỹ, phi cơ dân sự đã đi vào không phận hạn chế sau 2 giờ chiều ngày 28 tháng 10 giờ địa phương. Để đề phòng, đấu cơ Mỹ đã được điều động để chặn phi cơ dân sự và sau đó phi cơ này hạ cánh an toàn xuống một sân bay gần đó. Theo giám đốc truyền thông của cơ quan mật vụ Mỹ, sự việc này không ảnh hưởng đến lịch trình đi lại của Tổng thống Joe Biden. Các đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ đang phối hợp với Cục Hàng không Liên bang Mỹ điều tra vụ việc. Tổng thống Joe Biden đang ở nhà riêng ở Wilmington khi xảy ra vụ việc. Ở một diễn biến khác, một bản báo cáo toàn diện tiết lộ chi tiết về chiến dịch can thiệp và đàn áp pháp luân công xuyên quốc gia của nhà cầm quyền Trung Quốc ở Canada suốt 24 năm qua. Nhấn mạnh sự leo thang cùng các kế sách nhằm bịt miệng nhóm người này và ngăn chặn các hoạt động ủng hộ nhân quyền của họ. Báo cáo 129 trang do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada FDAC công bố ngày 25 tháng 10 ghi lại nhiều trường hợp các cá nhân hoặc tổ chức tham gia công kích uy hiếp, sách nhiễu và xa lánh xã hội bằng cả lời nói lẫn hành động đối với các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Những sự việc này vẫn tiếp diễn kể từ năm 1999, thường có liên quan đến Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc hoặc bộ phận can thiệp ngoại quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo của FDAC nhấn mạnh rằng, để theo đuổi mục tiêu cải biến nhận thức của công chúng về Pháp Luân Công, làm giảm sự ủng hộ của công chúng đối với lời kêu gọi bảo vệ công lý và nhân quyền của nhóm này. Hoạt động gây ảnh hưởng ở ngoại quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng bành trướng và gây tác động tiêu cực đến toàn thể công chúng Canada. Điều này bao gồm giới chính trị gia cùng nhiều khía cạnh khác của đời sống dân sự, xã hội và chính trị ở Canada. Báo cáo chỉ ra rằng hoạt động can nhiễu ở ngoại quốc của Bắc Kinh đã phát triển theo hướng kín kẽ hơn và tinh vi hơn. Đơn cử như chiến thuật gửi thư phỉ báng đến các quan chức nhằm tuyên truyền thông tin sai lệch. Ban đầu, những bức thư được các nhà ngoại giao cao cấp của Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trực tiếp gửi đến. Trong những năm gần đây, họ đã chuyển sang lôi kéo các cá nhân mạo danh học viên Pháp Luân Công để gửi những bức thư như vậy dưới danh tính giả. Ngoài ra, Bắc Kinh thời gian gần đây phụ thuộc nhiều hơn vào việc thuê các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức dân sự để trợ giúp thúc đẩy cuộc đàn áp của họ. Báo cáo cho thấy, có tổng cộng 204 tổ chức tại Canada được xác định là có liên quan đến mặt trận thống nhất, một cơ quan chủ chốt của Trung Quốc tham gia vào hoạt động can thiệp ở ngoại quốc. Bà Gray Ulansak, đại diện của FDAC trong cuộc họp báo tại Đồi Nghị viện ngày 25 tháng 10 cho biết, sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hệ thống cùng các thể chế chính trị của Canada là điều vô cùng đáng lo ngại vì họ đang làm suy yếu khả năng của chính phủ Canada trong việc giải quyết và khắc phục chính vấn đề can thiệp. Bà U Lần Sắc cũng lưu ý Đại Cộng sản Trung Quốc đã đe dọa và thao túng các quan chức dân cử tại Canada, ngăn không cho họ giải quyết các hành vi đàn áp nhân quyền. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần có nguồn gốc từ Phật gia. Pháp môn này bao gồm 5 bài công pháp tĩnh tải cùng với các bài giảng đạo đức dựa trên ba nguyên lý là chân, thiện và nhẫn. Được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc, Pháp Luân Công nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ những lợi ích về sức khỏe mà môn tập này mang lại. Vào cuối những năm 1990, ước tính số người theo học Pháp Luân Công là khoảng 70 triệu đến 100 triệu người. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân cho rằng sự phổ biến của môn này là mối đe dọa đối với sự cai trị chuyên quyền của chế độ. Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bắt giữ hàng loạt và bức hại trên toàn quốc nhằm mục đích xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó đến nay, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị tống vào tù, các trung tâm tẩy não, họ bị đánh đập, tra tấn dã man, thậm chí là mổ cắp nội tạng nếu không từ bỏ đức tin của mình. Trước cuộc đàn áp không ngừng nghỉ của chế độ Bắc Kinh suốt 24 năm qua, FDIC kêu gọi chính phủ Canada công khai lên án cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Hiệp hội này cũng yêu cầu chính phủ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và mời các học viên ra làm chứng trước các ủy ban quốc hội. Cảnh sát Philippines đã bắt giữ gần 600 người trong một cuộc đột kích và một đường dây tình nghi buôn bán mại dâm và lừa đảo trực tuyến ở Manila. Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Phủ Tổng thống Philippines PAOCC cho biết, các công dân Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines nằm trong số những người được tìm thấy bên trong khu tổ hợp bị đột kích vào tối ngày 27 tháng 10. Bộ trưởng Tư pháp Crispin Remulla nói với các phóng viên rằng nhà chức trách đang thẩm vấn 598 người bị giam giữ để xác định ai là nạn nhân hoặc nghi phạm. Đại sứ quán Trung Quốc được yêu cầu hỗ trợ nhằm xác định 9 người bị nghi ngờ điều hành doanh nghiệp vốn được cấp phép là công ty trò chơi trực tuyến. Tình trạng lừa đảo qua internet đã trở thành vấn đề lớn ở châu Á với các báo cáo về những người trong và ngoài khu vực bị dụ dỗ làm việc ở các quốc gia khác với mức lương cao. Tuy nhiên, nhiều người trong số này bị làm dụng, ngược đáy và ép buộc phải tham gia dụ dỗ người chơi vào các trò chơi lừa đảo qua mạng Internet, các trò chơi trực tuyến. Hồi tháng 5 vừa qua, cảnh sát Philippines cũng đột kích vào một cơ sở tội phạm mạng khác ở thành phố Mabalaka, phía bắc Manila, giải cứu khoảng 1.400 lao động BF thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử. Một giám đốc hàng đầu của Google tiết lộ, gã khổng lồ công nghệ này đã trả 26,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 để giúp công cụ Google tìm kiếm trở thành mặc định trên hầu hết điện thoại thông minh và trình duyệt internet. Tiết lộ này được đưa ra trong phiên tòa chống độc quyền của chính phủ Mỹ chống lại Google ngày 27 tháng 10. Các thỏa thuận độc quyền là trọng tâm của vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ với cáo buộc Google đã đánh bại đối thủ một cách không công bằng và duy trì vị thế độc quyền trong thị trường tìm kiếm Internet. Google lập luận rằng các khoản thanh toán trên không loại bỏ được đối thủ cạnh tranh, vì hầu người dùng Internet vẫn chọn Google Search ngay cả khi họ không trả tiền cho việc được cài đặt mặc định. Các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết khi bắt đầu phiên tòa vào tháng trước rằng Google đã chi hơn 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các thỏa thuận mặc định nhưng hầu hết các nhà quan sát đều dự đoán con số này sẽ cao hơn nhiều. Các nhà phân tích Phố World ước tính khoản thanh toán của Google cho riêng Apple là từ 16 tỷ đến 20 tỷ đô la mỗi năm, để giúp Google Search trở thành dịch vụ đầu tiên người dùng nhìn thấy trên trình duyệt Safari của nhà sản xuất iPhone. Prahakaravan, người đứng đầu bộ phận tìm kiếm và quảng cáo của Google, đã tiết lộ con số này gọi đây là khoản chi phí lớn nhất của công ty. Ông cho biết, các khoản thanh toán mặc định đã tăng hơn gấp 3 lần kể từ năm 2014. Các khoản thanh toán mặc định là phần lớn nhất trong tổng chi phí thu hút lưu lượng truy cập 45,6 tỷ đô la Mỹ mà Google đã trả cho các công ty khác nhau vào năm 2021. Trong khi đó, Google đã tạo ra 146,4 tỷ đô la Mỹ doanh thu quảng cáo tìm kiếm vào năm ngoái. Phiên tòa cáo buộc Google là cuộc đấu tranh chống độc quyền lớn nhất của chính phủ Mỹ với nhóm Big Tech kể từ vụ kiện chống lại Microsoft hồi những năm 1990. Bản tin trưa của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.